Top Hàng Nhật Nội Địa xin kính chào tất cả các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 17 tháng 9 năm 2020. Em vừa về được một siêu phẩm máy lọc không khí tiêm hút ẩm của hãng Hitachi các bác nhé. Một chiếc máy 3 chức năng trong một, hàng cực hiếm luôn ạ. Năm ngoái em có duy nhất một chiếc thì rất là nhiều bác đặt hàng. Nhưng năm nay máy quá em vừa lấy được. Này một con máy phải nói là thật sự là nhìn đã thấy thích rồi các bạn, nặng cực kỳ luôn ạ. Con này nặng phải đến tầm chắc phải gần 20 cân. Đây, một con máy em quay tổng thể cho các bác nha. Các bác nhìn nó thấy là một con máy nó quá khủng bố rồi. Quá đẹp luôn ạ. Con này có mã là các bạn này, Hitachi EPCV1000. Đấy, máy gọi là máy 3 chức năng trong một, bao gồm là có hút ẩm. Đấy, có lọc không khí và bù ẩm. Tức là 3 mô một con máy này là các bác có luôn 3 cái máy trong nhà rồi. Đây, một con máy chung là hàng quá là đẹp các bác ạ. Rất là đẹp nha. Máy chắc chắn. Em nhập về cái nhìn mà mê luôn. Trên này rất là nhiều chức năng, bao gồm có như ví dụ như chức năng này là đây là sấy quần áo này. Chức năng này hút ẩm này. Chức năng này là chức năng lọc không khí. Nói chung là em sẽ dịch ra để giới thiệu với các bác chi tiết từng chức năng một. Chung là rất là nhiều chức năng, máy hoạt động rất là hay luôn, êm ơi là êm ạ. Một con máy không ạ, một con máy nó đẹp quá mỹ mãn luôn ạ. Bên trong này các bác nha, đây trong này đây các bác xem bên trong này nha, màng một màng lọc không khí đây, màng lọc không khí các bác này, đây nha, đây còn rất là mới nha. Đây là một màng lọc, màng than hoạt tính nhé bạn này. Màng than hoạt tính này có nhiệm vụ là, để tắt đi, lấy ra hơi khó này. Cái màng này có nhiệm vụ là khử mùi các bác ạ. Than hoạt tính rất là dày luôn nhé. Đây các bạn này, khử mùi cực hiệu quả luôn. Nói chung là của hãng Hitachi, một con máy rất là hiếm. Cái con máy này khi sản xuất ra các bác có thể xem trên đấy nó là vào khoảng 1000 đô các bạn, hơn 20 triệu đấy. Một con máy phải nói là kiếp luôn. Hàng về đến đâu thì có con nào bán hết đến đấy luôn ạ. À. Nói chung là các bác nhìn không đâu đã thấy là một con máy nó đã quá mê ly rồi. Hàng còn rất là đẹp. Em bán rất là nhiều hàng rồi, mình khi mình nhìn thấy những cái máy này em vẫn rất là thích. Rất là thích các bác nha. Đấy, bán rất là nhiều rồi, mình nhìn máy vẫn rất là thích luôn. Tiêm 3 chức năng hút ẩm, lọc không khí và bù ẩm rất là gọn, tiện lợi cho gia đình. Các bác nhìn đẹp chưa? Đây bên này nó là khu vực là bình, đây là cái chỗ này là bình. Tí em sẽ nghiên cứu để tháo ra cho các bác xem. Cái này em vẫn nói chung là vừa nhập về thì cũng chưa nghiên cứu kỹ lắm, vì năm ngoái cũng bán một con rồi nhưng mà giờ cũng không nhớ đây cái bình chứa nước mà. Chắc là nó có cách gì để nó rút ra thôi. Nhưng mà đây rồi. Nâng lên một tí là rút ra được. Đấy các bác, bình chứa nước các bác này. Cái bình này các bác nhá, thì các bác nó hai tác dụng là nó vừa chứa nước hút ẩm và chứa nước bù ẩm luôn. Đấy, máy rất là hay là khi mà các bác muốn bù ẩm thì các bác lấy luôn cái nước của cái hút ẩm các bác bù ẩm luôn. Rất là tiện lợi. Đấy. Sử dụng điện 100V các bác nhá. Con này thì em bán là 4.8 triệu, giá 4.8 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đấy, các bác nào lấy các bác liên hệ nha. Năm ngoái em cũng bán một con này 5 triệu đấy. Giá 4.8 triệu. Đấy. Và ở xa mua thì đặt cọc trước em 500.000 nhé. Xin chào các bác.